dòng sông. Đi chơi chú ơi. Ông chơi sớm đấy ông. Ơ ý à, có ăn chỗ nào mà chả nháy. Còn cả nhà ông Duyên nữa kìa. Dạ? Thằng này đang ngồi máy à? Thằng này nó ăn lương lắm rồi. Ăn lương đi quay à? Ăn lương đi quay anh Tuấn. Trong cái giá lắm. Mong đông lắm. Này thôi, xu lông gì đây. Bao nhiêu mét vuông chú Tuyết? Bao nhiêu mét vuông? Trăm mấy? 200, 8, 9 gì đấy. Đây, cái búa mà gõ hết cái này. Một cái này mất cả đây. Đấy, được, cho con nó đẻ không anh nhá. Ngoài kia đánh bê tông ngoài. Ở ngoài kia gì? Đá đẹp nhỉ. Đá đổ bê tông đẹp đấy chú Tiên ạ. Ông Tiến ông lấy ở đâu ấy?